Ok các bạn, Bảo Tuyết nha các bạn. Bảo Tuyết đang di chuyển từ bên Canada về New York nha. Bảo Tuyết nha. Mời các bạn uống cà phê. Ngon. Ok các bạn, Bảo Tuyết nha các bạn. Bảo Tuyết đang di chuyển từ bên Canada về New York nha. Bảo Tuyết nha. Bây giờ tôi đài khí tượng mới thông báo là sẽ có bão tuyết sau 4 giờ chiều bữa nay. Thì bây giờ tuyết giờ đang rơi xuống. Giờ bác, các bạn thấy không? Ở ngoài đường là mịt mù, còn là tuyết không. Nhưng mà nó mới rơi xuống thôi, nó chưa có dày. Khi nào nó dày rồi tôi sẽ thu phim lần nữa. Đây là cảnh nhà tôi đây. Xe tôi để đây. Giờ tôi đứng bên ngoài, nhiệt độ rất là lạnh, hầu như là gần như là zero độ F nha các bạn. Bão tuyết là nó mới, đài khí tượng mới cảnh báo đó. Đó, xe giờ có tuyết tôi rơi nè. Để quay qua bên đây cho coi. Thế này các bạn, dưới đây TV nha. Thôi cho biết bên đây. Bây giờ rất là lạnh nha. Tôi không có bận đồ ấm gì mấy mà cũng có thể chịu lạnh được. Có tuyết rơi nè, hả? Không nè. Đó, thấy không? Thấy gió thổi. Quá trời luôn. Và bây giờ tôi vô trong nhà nha. Có gì chút nữa tuyết nó dày rồi tôi mới quay trở lại. Bây giờ tuyết đang đổ xuống New York. Nó đổ từ bên Canada nha các bạn. Cà phê nha, cà phê buổi sáng nha. Bánh mì. Thôi tôi ăn bánh mì buổi sáng nha. Các bạn uống cà phê. Cà phê pha không có đường, có sữa vô. Cà phê không có đường. Buổi sáng uống cà phê đã luôn nha các bạn. Buổi sáng uống cà phê là người đã luôn á. Đây, cà phê này, Colombian.
bánh mì sandwich với loại banana. Đây các bạn, đây là peanut butter, còn này là strawberry jam. Ok. Bơ vô. Peanut butter. Tép vào đây. Banana. Các bạn chưa bao giờ ăn loại ăn bánh mì với loại banana này nha. Bây giờ tôi cho các bạn thôi. Ngon lắm rồi. Ok. Xin mời các bạn nha. Cà phê buổi sáng. Mời bạn uống cà phê. Bạn, đây là đồ ăn buổi sáng của tôi nha, mỗi ngày nha. Có khi tôi ăn oat meal. Thì bên Mỹ này chỉ có vậy thôi. Ở Việt Nam thì có phở, cơm tấm. Mà bên Mỹ thì ăn bánh mì. Bánh mì lại peanut butter. Rồi strawberry. Đôi khi tôi không có dùng strawberry, nhưng mà tôi bỏ chuối vô. Mở chuối vô khoảng hơn nửa trái thôi. Rồi mình ăn hai cái vậy là đủ rồi, buổi sáng là vậy là đủ rồi, không cần phải ăn nhiều như vậy nữa. Thì
qua các bạn, bão tuyết từ Canada đổ về New York á, thì nó chỉ đổ về khoảng tiếng thôi, cho nên cái độ tuyết nó dày chỉ có không tới hành tinh nữa, cho nên tôi không thể nào quay tiếp được. Bởi vì cái đoạn đó thì tôi quay chỉ được có gần 2 phút thôi, nên tôi làm tiếp theo phần ăn sáng cho cái video nó dài hơn một chút. Thì sẵn việc tôi giới thiệu luôn là bữa ăn buổi sáng của tôi là như vậy thôi. Rất là ngon. Nè các bạn, đôi khi không có dạng mình ăn cereal, đồ ăn của con nít cereal. Hỏi này nè. Đó, như vậy nè. Cái này là cũng là đồ ăn buổi sáng luôn, nhưng mà cho mấy đứa nít ăn. Đôi khi tôi không biết gì ăn, phải ăn này buổi sáng. Cái này bỏ sữa vô. Wow, mà giống Việt Nam không? Đồ ăn buổi sáng, breakfast, này gọi là breakfast. Này ta gọi là banana sandwich. Ngày nào mà nhớ Việt Nam á, mình về thì Việt Nam sáng thì ăn phở, ăn cơm tấm. Giờ không có mấy thứ đó nữa, mình ăn này. Ok các bạn, gặp lại video kế tiếp nha. Kể cả bài nha. Giờ không có tiết, và bây giờ tôi không quay thêm 10 nữa. Bảo tiết ngày hôm qua chỉ có 2 phút thôi, quay được có 2 phút rồi. Bye bye nha.